Hôm nay thì mình sẽ có một cái deal siêu hời dành cho cái chiếc Redmi A3 nguyên siêu này các bạn nhé. Toàn bộ là nguyên siêu này, chưa bóc ra, chưa trên tay, chưa trải nghiệm gì cả. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Thì mức giá bình thường cho phiên bản 3GB RAM, bộ nhớ trong 64GB đang bán nó rơi vào tầm khoảng 2,5 triệu. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ có một cái deal siêu hời luôn. Đó chính là 1,9 triệu. Chỉ với 1,9 triệu thôi, các bạn đã sở hữu được cái chiếc Redmi A3 có một thiết kế flagship. Mặt lưng ở phía sau được làm từ kính cực kỳ là xịn sò. Thậm chí bây giờ những cái con máy mà tầm khoảng 4-5 triệu nó còn sử dụng mặt lưng là nhựa mà. Thì các bạn biết rằng là chỉ tầm khoảng 1,9 triệu mà các bạn mua được một cái con máy mặt lưng kính thì nó đẳng cấp như thế nào. Rất là phù hợp để mà làm quà tặng luôn các bạn nhé, vì cảm giác nó cao cấp, nó sang trọng. Tấm nền của nó sử dụng là IPS LCD nhưng có được một cái độ sáng rất là cao, lên tới là 500 nits thì cũng đủ dùng ở trong cái điều kiện là ngoài trời. Chưa kể là em này nó sẽ còn có trong ta là một kích thước màn hình lớn lên tới là 6.7 inch, thì nó cũng rất là phù hợp nếu như mà các bạn mua về để làm quà tặng cho ông bà cha mẹ. Thì với kích thước màn hình lớn như thế, những người già thuộc cái lứa tuổi trung niên trở lên thì mắt họ cũng bắt đầu kém đi rồi, nên là việc mà có một kích thước màn hình lớn sẽ giúp họ có thể là đọc dễ dàng được báo chí này hay là xem những cái video. Đấy, nó hợp lý hơn. Chất lượng tấm nền IPS LCD của con này thì mình thấy là nó cũng có màu sắc tươi, nền mắt. Độ phân giải thì sẽ là HD thôi, nhưng mà rõ ràng là trong cái tầm tiền này khó mà có thể đòi hỏi nó lên được Full HD lắm các bạn à. Chưa kể cái chiếc máy nguyên siêu này thì nó đang được giảm giá tới 600.000 và chỉ có một chiếc máy duy nhất thôi. Nên là mình biết khi mà mình up cái video deal hời này lên thì chắc chắn là chiếc máy này nó sẽ đi trong vòng một nấc nhạc. Những bạn nào mà xem sớm được video này thì cũng đừng có chần chừ nhé. Đấy, chắc chắn luôn. Phụ kiện đi kèm bên trong thì nó sẽ bao gồm là củ cáp sạc đầy đủ cả, để mà mua về thì các bạn có thể sử dụng được luôn, đấy, không có bị cắt giảm gì. Hiệu suất của nó sẽ được cung cấp bởi con chip Helio G36 thì cũng đủ để mà chúng ta có thể là dùng với những cái thao tác thường ngày nhẹ nhàng kiểu như mạng xã hội. Và con này thì nó sẽ chạy là Google thuần, cho nên là các bạn cũng yên tâm là đây là một cái giao diện nó vô cùng nhẹ và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta là có thể là sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Android là Android 14 mới nhất. Camera của em này thì nó sẽ có một cái cảm biến chính, chụp trong điều kiện đầy đủ sáng cũng tương đối ổn luôn, cũng không có gì chê cả. Chưa kể là với một mức giá mà đã rẻ hơn tầm khoảng 1/5, 1/4 rồi thì đây là một cái món hời ở trong cái tầm tiền này. Pin có dung lượng là 5000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 10W. Đó, thì đó là những cái thông số về cái chiếc máy này. Hôm trước thì mình có đánh giá cái chiếc máy này rồi. Cơ bản là kể cả không giảm giá thì đây vẫn là một cái chiếc máy rất là đáng mua, dành cho việc là chúng ta mua về để làm quà tặng, tặng cho ông bà, tặng cho cha mẹ, tặng cho những người lớn tuổi thì nó rất là phù hợp. Bảo hành thì cực kỳ yên tâm với một cái chiếc máy chính hãng nguyên siêu như thế này, không có gì để mà phàn nàn cả. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.